Chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Vũ và chúng ta đi đến với V-Choice, sự lựa chọn của Vũ. Và ngay bây giờ hãy cùng Vũ khám phá ngày học Anh văn đầu tiên tại Philippines. Các bạn thân mến, đó là ngày đầu tiên của Vũ. Và ngay bây giờ Vũ sẽ giới thiệu đến các bạn một đặc sản trong việc học tiếng Anh tại Philippines. Đó là ESL, English as Second Language. Và thưa quý vị, khóa học này được thiết kế dành riêng cho những bạn chưa biết tiếng Anh là gì, hoặc là mất căn bản và cần xây dựng lại nền tảng cho việc học Anh văn. Các bạn thân mến, dựa vào bài kiểm tra năng lực đầu vào Placement Test thì nhà trường sẽ thiết lập cho mỗi bạn một thời khóa biểu, tức là một lộ trình học tập tương tự như thế này để giúp các bạn phát triển được kỹ năng của mình. Các bạn thân mến, với khóa học ESL này chúng ta có thể lựa chọn học ở cả 3 campus, đó là Classic. Và đây là Capital. Và đây chính là Sparta. Vũ khuyến khích mọi người nên học tại Sparta hơn. Vì sao? Vì chúng ta không được ra ngoài vào các ngày trong tuần, thế nên sẽ tăng cơ hội giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài hơn. Các bạn biết không, đây là khu vực được gọi là EOP, tức là English Only Policy Zone. Bạn không được phép nói tiếng mẹ đẻ khi mà đứng tại khu vực này. Nên là ngay bây giờ chúng ta bắt đầu nói tiếng Anh nha. Let's go around and discover Sparta Campus with me. EOP. Các bạn biết không, Vũ vừa bắt cóc được một chàng trai người Việt rất là dễ thương. Lúc nãy hỏi bạn là bây giờ phỏng vấn tiếng Việt hay là phỏng vấn tiếng Anh, bạn nói rằng là bạn thích tiếng Việt hơn, bởi vì em yêu tổ quốc em. Em yêu tổ quốc em. Và anh không biết rằng là em tên gì nè, ở Việt Nam thì em sống tại thành phố nào và lý do vì sao mà em sang đây. Xin chào các bạn, em chào anh ạ. Em là Trần Đinh Nhật Thăng, em hiện tại đang sống ở Hà Nội, Việt Nam. Và tại sao quyết định đến với SMEAG? Hiện tại em đang học khóa học ESL của SMEAG. Thì lý do em chọn khóa học này là bởi vì em muốn cải thiện cái khả năng nghe nói đọc viết của em bằng qua tiếng Anh. Hơn thế nữa thì em nghĩ đây là một bước đệm rất là tốt để cho cái khóa học IELTS sắp tới của em. She's Japanese, right? And she's very beautiful. Why did you choose ESL? Because ESL is useful for me. In the future, I want to work in a foreign country, so I need it. He's Russian. And hello! How many students is your friend in Sparta campus? I have a lot of friends here, like teachers, just students, because I already was here 1 year ago. Yeah. This is your second time. Yeah. And in your first time, what course did you study? ESL. ESL too. Yeah. And how about your plan in the future? Will you use English for working or studying? I use English just for me because it's very beautiful language and just for communicate with other like students, for example, or just people in the street for other countries, maybe. Yeah. Đó là tất cả những gì Vũ muốn giới thiệu với các bạn về khóa học ESL tại SMEAG. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại với V-Choice.